Cho con hỏi Phật dạy phải nương tựa chính mình nhưng sao cần phải quy y? Cái trường hợp này sư có nói rồi. Quý vị làm ơn làm phước á, đã đọc kinh thì hoặc là mình nghe một cái chỗ nào đó như sư nói hồi nãy, làm ơn làm phước đi tra cứu nha, tra cứu để biết cái bản kinh gốc nó như thế nào nha. Ở đây nhé, hãy tự mình là ngọn đèn chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình chớ nương tựa một gì khác, đúng không? Rồi đây nè, đọc cho nó tới nơi tới chốn. Thế nào là vị tỷ kheo tự mình là ngọn đèn, tự mình nương tựa chính mình nha? Đây, đối với thân quán thân tinh tấn tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục mọi tham ái ưu bi trên đời đấy, rồi đối với các thọ tâm các pháp, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình thực hành tứ niệm xứ. Thì khi chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ là chúng ta đang nương tựa chính mình. Bởi vì cái việc quán thân, thọ, tâm, pháp thì không ai làm giùm mình được hết. Đấy. Cho nên á, phải chịu khó tìm hiểu. Đấy. Còn cái chuyện của vị quy y á, là tại sao? Thực hành tứ niệm xứ đi rồi biết. Không có ai hành thiền, đặc biệt là tứ niệm xứ, không có niềm tin nơi Tam Bảo thì quý vị thực hành như thế nào? Ừ? Mình không có niềm tin thì thực hành như thế nào? Thành thử kinh thì mình tìm cho nó tới nơi tới chốn nha, chứ không thôi là mình sẽ bị rối rối. Xin hỏi quý vị nè, khi quý vị không có niềm tin nơi Đức Phật thì mình lấy cái gì mà mình thực hành theo lời dạy của Ngài? Đơn giản thôi, bây giờ quý vị đi ra ngân hàng á, mà mình không tin tưởng cái ngân hàng đó thì làm sao quý vị gửi tiền vào? Quý vị không tin tưởng ông thầy ông dạy mình, có không tin tưởng ông thầy thì làm sao mình dám làm theo cái lời ông chỉ? Và quý vị, nếu như quý vị không tin tưởng sư thì làm sao quý vị dám ngồi để quý vị nghe? Ít nhất chúng ta phải có một cái niềm tin tối thiểu với nhau. Và khi chúng ta tin như vậy đó, chúng ta mới nỗ lực thực hành được. Còn cái nương tựa nơi Tam Bảo, quy y đó, tức là đi đến nương nhờ. Xin nói biết bao nhiêu lần. Cái chuyện nương tựa ở đây đó không có nghĩa là mình coi Phật á như là một ông thần, ông thánh để mà mình xin cái này mình xin cái kia, không phải. Mình nương tựa Phật bởi vì mình cần phải tin tưởng nơi Ngài, mình nương tựa nơi lời dạy của Ngài để đi đến kết quả mong muốn, đó là sự chấm dứt khổ. Đó là ý nghĩa của sự nương tựa nơi Tam Bảo. Phật bảo và Pháp bảo gần giống nhau, tại vì phải tin tưởng nơi Phật, phải nương tựa nơi Phật, tức là nương tựa nơi chánh pháp. Cái tứ niệm xứ quý vị thực hành đó, là quý vị nương tựa nó đó. Quý vị không nương tựa tứ niệm xứ thì quý vị thực hành tứ niệm xứ kiểu gì? Hiểu vấn đề không? Đang thực hành tứ niệm xứ là mình đang nương tựa tứ niệm xứ. Còn tại sao nương tựa nơi Tăng Bảo? Không có chư Tăng ai dạy quý vị. Đó là cái nền tảng mà mình, đó là cái nền tảng xuất phát, và đó là cái nền tảng để chánh pháp duy trì ở thế gian này. Cho nên á, chúng ta cần phải hiểu rõ hết. Cái này á nó xuất phát từ cái câu Bali Atthahi Atanu Natho, nương tựa chính mình không nương tựa một ai khác. Cái kinh cái câu Bali á mình học đừng học khúc khổ, người ta trích ra khúc cho mình biết khúc. Rồi thứ hai, tôi biết nhiều Phật tử họ đi vô chùa không đi, cái đi xong rồi cái thì họ tưởng vậy là xong rồi đó, tôi ngon rồi đó. Tôi biết kìa, mình quy y á, nó là cái bước đầu.
thì mình phải hành, mình thực hành lời dạy của Đức Phật, chứ không phải mình tưởng nhiều y rồi là cái gì Phật cho á, không có đó đâu quý vị, nằm mơ đi quý vị, lấy 5.000 vô viên thuốc ngủ nha. Chứ không phải là mình quý vị cái mình được hết đây á, không có nương hay nương tựa chính mình đây, đúng rồi, vì chính mình thành giáo pháp chứ không ai hành cho mình hết trơn á. Nhưng mà chính thì mình quy y là tại vì mình nương tựa theo theo cái lời dạy của Đức Phật, cái từ Pali đó, Sarana Gamana, quy y á, Sarana Gamana là nương tựa để hành theo, chứ không phải là mình nương tựa rồi cái mình về mình ngủ cái ngày mai cái mình tưởng. Tôi biết nhiều vị có cái tư tưởng đó, nó vô quy y là xong rồi đó, là xong, tưởng trách nhiệm của mình là nhiêu đó đó, xong á, quy y xong, không phải. Giống như bây giờ cái đoạn đường đó mình lấy chiếc xe đạp mình đạp, thì mình tuy gần mình phải nương nhờ chiếc xe đạp để mình chạy, nhưng mà chính thân mình phải vận động, mình dùng lực mình đạp mình nó mới chạy, thì chạy nhanh hay chạy chậm là tùy mình bỏ sức bỏ công, chứ không phải là mình có chiếc xe đạp rồi cái mình đạp nó cổng mình tới tới đích. Không có, Đức Phật không có cho mình một cái gì hết, Phật chỉ cho mình cái lời dạy, và chính bản thân mình phải là cái người thực hành cái lời dạy đó thì nó mới có kết quả. Đáng đơn cử cái bài 38 văn phúc: không thân cận người ngu, thân cận người trí là phúc lành cao thượng. Rồi mình đọc cái mình tôi không biết mình đọc không vô mình tụng ủng luôn, vô chùa mình tụng, nhà mình tụng bài đó hàng ngày luôn, mà gặp ngu trí, người ngu mình chơi, gặp người trí nói mấy câu cho mình vạo, mình chạy mình bỏ đi, nóng thân mà nóng ở gần, gặp mấy ngu mình theo mình chơi, mà ngu hay số 7 lắm, số 7 phái mình ra, rồi mình nó vui ý nữa, hai lời giải đó mình không thực hành thì mình đâu có được lít gì. Còn một cái người chưa có vô chùa quy y nhưng mà cái cuộc sống của họ tự nhiên họ được vậy, gặp cha mẹ dạy chẳng hạn, thì họ thấy người khác ngu quá họ không chơi, họ chơi với người có trình độ thì tự nhiên đời sống họ an lạc. Còn mình quy xong mình về mình ngủ mình có được an lạc hay không? Bây giờ nè, nếu nếu mấy vị nghĩ Phật cho mình được cái gì thì cái gì chồng mình nó đi vợ bé bỏ nhà đi, thì mình vô mình quy xong mình về chồng có về không? Không, chào Phật không có bóc chồng về được đó. Ừ, bây giờ công ty mình phá sản nè, nợ nần nè, ngân hàng đòi nợ nè, mình vô mình quy y xong mình về nè, có được gì không? Ngân hàng có không đòi không, tài sản mình có trở về không? Không, chỉ có mình hành theo lời dạy Đức Phật, thành lời dạy Phật đời trước tôi keo kiệt cho nên đời này tôi mất tài sản, tôi có tài sản tôi mất, rồi tôi nghèo thì đời sau đời này tôi phải bố thí, thì mình hành cái lời dạy Đức Phật là bố thí phát sanh tài sản, bố thí sẽ có tài sản, thì mình mới mới có tài sản. Mình đọc kinh mình thấy các trong kinh các vị Đắc A La Hán dèo 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 Đức Phật thích câu kể Đắc A La Hán, tại vì sao? Tại vì nhiều đời nhiều kiếp các vị đó đã thực hành giáo pháp rất là miên mật, rất là dày, cái ba la mật các vị đầy rồi, cho nên Đức Phật ngày kiều cái đắc, chứ không phải quý a hai a tầng ngày trước ông đó quy y xong hai a tầng ngày sau gặp Đức Phật, hai trong hai a tầng kỳ đó ngồi chơi làm ác, rồi hai a tầng ngày sau gặp Phật, Phật quy y cho Phật nói một câu đắc đạo, không có. Cái quy y chỉ là cái ban đầu thôi, nó không thể hiện được nhiều đâu, cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng tôi vô chùa tôi họ quy y xong là tôi đủ rồi, đó quý vị phải học giáo lý, quý vị thực hành chánh pháp lời dạy của Đức Phật, quý vị chiêm nghiệm, quý vị thực hành thì nó mới đạt cái hiệu quả được. Giống như bây giờ quý vị cầm một cái con dao để quý vị chặt cái rễ cây chẳng hạn, thì có phải là quý vị cần phải nương tựa vào con dao đó để nó chặt được cái rễ cây không? Và xong phải lị đò. Chứ mình không thể nào nói à, tôi nương tựa vào tôi thôi, thì mình không có cầm con dao thì làm sao mà mình chặt cái rễ cây. Ở đây đó, nương tựa vào chính mình là sự thực hành tứ niệm xứ. Có nghĩa là quý vị đang nương tựa vào tứ niệm xứ đó,
Còn cái chuyện mình thực hành là do chính mình. Phải phân biệt được hai cái đó. Chứ đừng có bao giờ nói là thắc mắc cái kiểu là ủa như vậy rồi tôi thực hành tứ niệm xứ mà tôi không cần phải quy y có được không? Không cần phải nương tựa pháp có được không? Cái câu hỏi đó nó rất là vô duyên và rất là thiếu ký. Nó cũng giống như á, bây giờ tôi cầm con dao để tôi chặt cái rễ cây thì chắc chắn tôi phải nương tựa nơi con dao đó để tôi chặt cái rễ cây chứ. Còn cái chuyện chặt là do tôi đúng, nhưng mà tôi cần phải nương tựa vào con dao. Cũng vậy, khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ là chúng ta đang nương tựa vào tứ niệm xứ đó. Và tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là pháp. Ai là người chỉ cho mình cái pháp đó là Đức Thế Tôn. Đơn giản vậy nè, tại sao mà thọ tam quy xong rồi sinh năm giới, đó là cái bước đầu, đó là cách quy y đầu tiên. Quy y không phải là quý vị bất tăng sao đăng cái tam ý ba lần cộng hai nhân hai ba là chín xong là quý vị quy y, mà xuống giới quý vị sinh năm giới là đây là cái quy y của quý vị là hành theo, hiểu không? Giống như bây giờ sao ta, quý vị ai chữ thì mình nhớ được câu Phật ngôn hay là mình nhớ lại cái pháp hành của mình, thì tự nhiên mình không có sân, mình bỏ mình đi, mình về mình xả tâm sân vân vân. Đây là mà một lần quý vị đang nói nôm na, nói vì dễ hiểu. Mỗi lần quý vị hành theo Đức Phật là mỗi lần quý y, chứ không phải là cái lễ quy y quý vị đứng ngồi trên chính điện quý vị thọ tam quy là bố thân sao đăng cái cha mí con đem mới làm thành kính xin quy Phật là quý vị đã quy y. Đó đây là cái hình thức để mình phải thôi, nhắc nhở mình thôi, hiểu không? Mỗi lần mình ví dụ như ai rủ mình nhậu cái mình nói thôi tôi theo đạo Phật rồi tôi không có nhậu, thì lúc đó là mình đang quy, con muỗi nó đậu mà mình tính đập cái thôi giữ giới, đó là một lần mình đang quy, vì hiểu không? Chứ không phải là mình leo chánh điện mình thọ tam quy trên chánh điện ông sư đọc cho mình đọc theo là mình đã quy, cái đó là Tức cái là hình thức. mình dựa vào cái lời dạy của Phật á, để mình áp dụng vào thì đó là quy y.